Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc trực tuyến với bà Tania Constable, Tổng Giám đốc Hội đồng Khoáng sản Úc và các doanh nghiệp xuất khẩu than khoáng sản hàng đầu của Úc để thúc đẩy hoạt động nhập khẩu than từ Úc phục vụ nhu cầu trong nước. Hoạt động này là kết quả buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên với bà Robin Moody, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam diễn ra trước đó chỉ 4 ngày, chiều ngày 1 tháng 4 năm 2022. Tham dự buổi làm việc về phía Việt Nam, ngoài đại diện các đơn vị của Bộ Công Thương, còn có đại diện các doanh nghiệp nhập khẩu than lớn nhất Việt Nam như Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam Vinacumin, Tổng công ty Đông Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Về phía Úc, có tham tán kinh tế, đại sứ quán Úc tại Việt Nam, đại diện Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên, Bộ Ngoại giao và Thương mại, Ban giám đốc Hội đồng Khoáng sản Úc cùng 10 doanh nghiệp xuất khẩu than lớn nhất của Úc. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao năng lực xuất khẩu và khai thác, chế biến than và khoáng sản hiện đang đứng hàng đầu thế giới của Úc. Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài về thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ khai thác và chế biến than, khoáng sản bền vững với Úc. Chính phủ hai nước cũng đã nhất trí thiết lập các cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về thương mại, năng lượng và khoáng sản trong thời gian tới. Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu khoảng 18 đến 25 triệu tấn than phục vụ cho hoạt động sản xuất điện và phân bón trong năm 2022. Bộ trưởng đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu than của Úc đặc biệt là các hội viên của Hội đồng khoáng sản Úc tăng lượng cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam ngay từ tháng 4 năm 2022. Đại diện cho Hội đồng khoáng sản và các doanh nghiệp xuất khẩu than, khoáng sản Úc, bà Tania Constable, tổng giám đốc Hội đồng khoáng sản Úc cho biết, Úc có đầy đủ năng lực cung cấp than và khoáng sản cho nhu cầu của Việt Nam. Bà đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhập khẩu than nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt tại Việt Nam trong bối cảnh khó khăn chung của chuỗi cung ứng vận tải toàn cầu bà khẳng định hội đồng khoáng sản úc sẽ phối hợp hợp tác chặt chẽ với bộ công thương trong thời gian tới để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong việc tăng cường cung ứng than cho việt nam cũng như trong lĩnh vực đầu tư chuyển giao công nghệ khai thác than khoáng sản bền vững tại hai nước